Xin mến chào tất cả các bác, cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân. Hôm nay thì cháu lại có mặt ở trên gia đình của chú Sang đó, và cháu lên đây thì vẫn có một cái vài điều, một cái số tin vui mà vẫn thông báo với gia đình của Giao. Cô... Giao đang đang làm gì? Em bây giờ chỉ để nước xe xong rửa cái chảo xong nấu bữa sáng à? Nấu bữa sáng. Còn đợt trước thì cũng rất là vui khi mà điện thoại iPhone này của Giao ấy là pin cực yếu luôn. iPhone 6 nhỉ? iPhone 7 Plus. 7 Plus, nhưng mà có nghĩa là pin rất yếu, em kiểu sạc còn sạc không vào đúng không? Có lúc sạc đầy quay một video đấy không được một video đấy hết pin nhỉ? Có lúc sạc đầy xong quay không được một video đã hết pin rồi. Đó, và có tối qua mình đi đăng video kia còn đăng cả đêm cũng không đăng được một video nhỉ. Đấy, lúc đó. Đi 75% đấy. Đấy, thành ra là cái điện thoại cũng là gây cản trở rất lớn đối với cái công việc của Giao trong cái công việc làm YouTube. Thì rất là vui là đã có một cô Mạnh Thường Quân đã gửi tiền để cho Giao mua một chiếc điện thoại mới để cho Giao gọi là phát triển cái sự nghiệp của mình. Đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 FE này. Đó, một chiếc điện thoại mới tinh luôn. Điện thoại xịn, điện thoại này thì quay video cho các bác xem là quá nét rồi. Đấy thì cháu cũng thay mặt Giao là cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến cô đã không ngần ngại mà đã gửi tiền để giúp Giao phục vụ, để giúp Giao có thể làm công việc của mình tốt hơn. Thì hôm nay chú Sang, hôm nay cháu muốn lên đây là có một cái tin vui là bây giờ chú đưa cháu đi xem nhà trước đi nhỉ. Cháu cháu đi xem nhà một tí. Xem này. Các bác thấy này, vui ở bên trên nhà này. Ở cái mái tôn, ôi giời, bị thủng nhiều lỗ thế. Ôi giời, cái này trời mưa thì nó chả vào hết nhà rồi đúng không? Trời ơi, sang bên gỗ. Ôi giời. Sang trên này. Thế hai thằng đi bên này sang bên kia. Quay hết là hoàn toàn xe nó ô, nhà này không làm không được. Đúng rồi. Thì mình cứ đi xem nhà của chú trước rồi xem. Ở bên này nè. Mặt trời soi vào sáng thật. Phải xem ở đằng sau à chú? Cháu cũng lên đây nhiều lần mà cháu chưa đi để gọi là xem căn nhà của chú như nào ấy. Phải đi từ đây vào à? Đó. Ôi trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhà có con như thế là cũng mệt lắm đấy. Kiểu ca... Đúng. Xong là chị ca vào đây lấy trứng để luộc ăn đúng không? Ôi. Cái này có kiểu với mà em chỉ làm đấy, làm nó còn sắp sập rồi, mình phải lấy cái cây này để đỡ lại đúng không? Hết vào chỗ này. Nó bị gãy đúng không? Bị hết cho nó. Bị mấy cái con mối ăn mòn hết mấy cái khúc gỗ này rồi. Cái này chú quay cho nó xem cái này. Cái này sợ. Cái này em thấy này. Đây các bác xem. Mấy cái đoạn này nó bị con mối ăn hết rồi nhỉ? Cái này nó ăn hết rồi. Mà cái này là. Em phải làm thế này, thế này nào ảnh được. Đúng rồi, kiểu này nếu mà sau này gió to một cái là sợ đấy. Có thể nó thổi bay hết mấy cái ngói này cũng nó có thể mấy cái cây này nó có thể gãy hết đấy. Nguy hiểm thật. Em bảo thế chú là nghĩ ra là mình không có cái này bảo. Nó hở mấy cái lỗ to như này luôn. Nó cái để ăn nhỉ. Dính lại ạ. Với cái này cái bố lại chắc kê về xử lại ạ. Bị gãy hết á? Đấy, mấy đoạn này gãy. Ôi rồi. Cái nhà này. Bị con mối nó ăn mòn như thế này rồi. Thế là cái này xong bố mới lại cái về kéo rồi để mình lại tặng. Đây là em phải chặt cái cây này mới chặt gần đây thôi đúng không? Ôi giời. Mang về làm thế cho nó mới rồi. Cái bộ lô đúng rồi. Nó ra như thế này hết là chứ. Vâng. Trước kia cái bộ lô một cái bàn nào ấy anh. Đúng rồi.
Thì cháu cũng muốn thông báo cho chú một cái tin vui là có một mạnh thường quân sẽ gửi tiền để cho chú làm lại cái mái tôn này. Đó, thì đây là một cái tin vui mà cháu mang lên đến đây để cho chú. À, có nghĩa là làm cái này là phải hai bố con bàn với nhau nữa. Cái gì anh hỏi em? À, kiểu không hiểu là em phiên dịch cho đúng không? À, cho bố em. Đúng rồi. Thì các bác mạnh thường quân sẽ có các bác gửi tiền để cho nhà chú làm lại cái mái ngói này. Đó, thì đúng thực sự là gia đình mình thì cái nhà này thì gọi là chú làm được, nhà này là làm được hơn mấy năm rồi? Cái này nhà này được làm được 16 năm đấy. 16 năm? Thảo nào nó như thế này, cái này là sẽ nặng đấy, nhà. Thì gia đình mình cũng cố gắng ở đến ngày hôm nay, thì bây giờ có mẹ thường quân giúp đỡ để làm lại cái mái ngói. Thì sau này có thì không chỉ riêng nhờ vào mạnh thường quân mà sau này Giao sẽ cố gắng quay YouTube để kiếm thêm thu nhập. Lúc đấy mình có tiền thì mình sẽ làm lại một cái căn nhà mới. Thì trước mắt bây giờ thì cái mái ngói này nó quá là nát rồi, nên là bây giờ mạnh thường quân sẽ có một bác mạnh thường quân sẽ gửi tiền để cho gia đình làm lại cái này đó. Cái này thì sẽ lại cho làm cái đúng rồi đó. Thì cũng là vì thương cho gia đình chú thôi. Đó, cháu cũng muốn cháu muốn lên thông báo một cái tin vui như này. Với lại trong tương lai thì cháu chắc chắn với chú là sẽ có nhiều mạnh thường quân để giúp chú hơn nữa trong cái công việc này. Thì vấn đề quan trọng là bây giờ mình phải gọi là mình làm thế nào để sống tốt và gọi là đối xử tốt với con cái là được. Đó. Ừ, đúng rồi, chú. Cháu lên đây trong cái thời gian đấy. Cháu nói với chú là trong cái thời gian mà cháu lên đây thì cháu gọi là cháu được tiếp xúc trực tiếp với bên chú thì thực sự là cháu thấy đợt trước thì có nghĩa là chú không hề như những cái gì mà cộng đồng mạng những cái gì mà ở trên mạng ấy, thực sự cái đấy là chú không hề như thế. Bởi vì cháu lên đây thì cũng chẳng thấy chú uống rượu bao giờ, bởi vì chú là theo đạo rồi mà đúng không? Đó. Đúng rồi. Đấy chú tú. Đúng. Mày không biết mà cái gì, em không biết mà. Đúng rồi, chú. Có nghĩa là cháu nghĩ là sẽ có nhiều người hiểu sai về chú Sang và gia đình của chú nữa. Nên là bây giờ thì có nghĩa là bây giờ có cháu ở đây thì cháu sẽ gọi là cố gắng để gọi là ở đây, cháu ở đây thì mục đích là cháu để giúp cho con gái của chú, giúp chăm lo cho chị cô. Thì nếu mà có thể được thì cháu sẽ giúp được cái gì cho gia đình chú thì cháu sẽ giúp nhé. Thì bây giờ hôm nay thì cháu cũng lên đây để chia sẻ với thông báo cho một cái tin vui về chú thế thôi. Cháu cũng muốn chia sẻ một cái video clip ngắn thông báo cho gia đình của chú Sang về cái tin vui này. Đó, thì đúng là gọi là mình cái tin vui này thì mình phải quá là mừng và đón nhận, nên là cháu cũng nếu mà sau này cháu mà gọi là cháu cũng giàu giàu một tí, cháu có điều kiện khá giả thì cháu có khi cháu cũng góp một phần vào để giúp cho gia đình của chú nữa. Thì video này cháu cũng muốn xin kết thúc tại đây thôi. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video clip gần nhất của cháu nha. Bye bye.